Thầy Du này, để thay mặt cho công ty Gentip, hôm nay em xin phép được có những chia sẻ về những công nghệ, một số công nghệ mới tiên tiến trong xét nghiệm nam khoa. Về công ty Gentip thì là công ty được phát triển cũng đã được 12 năm và chúng em bắt đầu bằng những cái xét nghiệm về trong lĩnh vực gen, lĩnh vực di truyền. Và sau 12 năm phát triển thì đến năm 2022, đầu năm nay, thì công ty Gentip cũng đã trở thành thành viên của tập đoàn Eurofin. Là tập đoàn Eurofin thì cũng xin chia sẻ với thầy cô là tập đoàn testing số 1 thế giới hiện nay ở trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì ví dụ như là trong lĩnh vực về dược, công nghệ sinh học và thực phẩm, môi trường thì đều đứng số 1 thế giới trong tất cả lĩnh vực này. Và đối với lĩnh vực xét nghiệm lâm sàng thì công ty Eurofin thì cũng đang phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu số 1 thế giới về xét nghiệm lâm sàng. Và bắt đầu năm 2014 thì công ty Gentip hiện nay từ đầu năm 2022 thì chính thức là trở thành thành viên của tập đoàn Eurofin Scientific. Hôm nay thì em xin phép được tập trung vào cái chủ đề đó là các cái xét nghiệm nam khoa tại công ty Gentip. Thì công ty Gentip có hai cái phòng lab tại thành phố Hồ Chí Minh, một ở thành phố Hồ Chí Minh và hai là ở Hà Nội, với các tiêu chuẩn đầy đủ tiêu chuẩn về y tế ISO 15089 và ISO 9001. Đồng thời cũng như là công ty Gentip đã trở thành thành viên chính thức của tập đoàn Eurofin, thì em hy vọng là mang đến cho các cái bác sĩ, thầy cô ở Việt Nam những cái giải pháp tiến bộ nhất của thế giới trong lĩnh vực xét nghiệm lâm sàng. Thì cái mục đích chính đó là chúng ta chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây ra các bệnh, đặc biệt là vô sinh và vô sinh nam. Có rất là nhiều, như các thầy cô đã chia sẻ, có rất nhiều những cái ca trường hợp mà chúng ta chưa biết được nguyên nhân, hay còn gọi là vô căn, nhưng thực tế ra thì vì cái sự phát triển của công nghệ sinh học cũng như là công nghệ sức khỏe, thì như thầy Dũ vừa chia sẻ là chúng ta hiện nay cũng đã tìm ra được rất nhiều những cái nguyên nhân khác nhau của vô sinh nam. Thì trong cái xét nghiệm của Gentip cung cấp đến các bác sĩ ở Việt Nam thì chúng em có phần về xét nghiệm cơ bản, nhưng mà chúng em đi sâu hơn nữa về những cái xét nghiệm về chuyên sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực về di truyền, về công nghệ gen. Thì các cái nguyên nhân tôi cũng xin các thầy đã trao đổi rồi, thì trong đó một phần rất là quan trọng đó là đóng góp vai trò của di truyền genomic trong giải thích các trường hợp mà vô sinh mà chưa rõ nguyên nhân. Thì đây là những tiến bộ rất là mới trong ứng dụng công nghệ gen, công nghệ giải quyết mới. Và những cái xét nghiệm của công ty hiện nay đưa ra thì đều là dựa trên những cái khuyến cáo của các cái tổ chức uy tín trên thế giới, về Hiệp hội Sinh nhân Sinh sản Hoa Kỳ, Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Các cái danh mục hiện nay của công ty Gentip về cái mảng xét nghiệm nam khoa thì có thể nói là chúng em cũng đã rất là cố gắng để tìm ra những giải pháp phù hợp nhất, cũng như là có thể mang đến những giá trị mới cho các bác sĩ. Thì hiện nay trong cái giải xét nghiệm của công ty Gentip về nam khoa thì có 12 cái xét nghiệm chính, từ 1 đến 12, có thể nói là rất là đầy đủ và rất là chuyên sâu. Thì trong đó thì các thầy cô đã được nghe cũng như là đã được sử dụng 1 đến 6 là những xét nghiệm khá là phổ biến đối với các thầy cô. Tuy nhiên là những cái xét nghiệm mới mang đến những thông tin mới hơn nữa, như các chia sẻ của thầy trước các cái báo cáo trước, đó là những cái xét nghiệm liên quan đến cái trách vô sinh tinh trùng, liên bộ nhiễm tinh trùng, hay là phân tích các cái gen, các cái gen, các panel chuyên sâu về sinh sản của nam cũng như của nữ, và mạng xét nghiệm về ung thư nam như thầy Dũng chia sẻ. Thì cuối cùng là cái xét nghiệm của em cũng có chia sẻ một chút này, đó là cái PET Mark 1, đó là một cái công nghệ xét nghiệm PET hoàn toàn là nâng cao, và em đã phát triển kết hợp với lại Eurofin Scientific để phát triển cái xét nghiệm. Thì em xin phép được đi rất là nhanh những cái xét nghiệm đầu tiên. Xét nghiệm hormone thì cũng khá là phổ biến đối với mọi người, thì tuy nhiên thì bọn em cũng có cố gắng để mang đến những cái giá trị mới, đó là cái về phục vụ của công ty Gentip. Thứ hai là cái xét nghiệm phân mảnh tinh trùng, bọn em sử dụng công nghệ đó là công nghệ SCA đây, như trong bài chỉ bài trước, đó là công nghệ hiện đại, là theo đây là cái tiêu chuẩn vàng trong xét nghiệm về phân mảnh ADN của tinh trùng. Về nhiễm sắc thể đồ thì công ty Gentip
cũng đầu tư một cái hệ thống máy móc rất là mới, và chúng em ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo để trong phân tích cái kết quả về nhiễm sắt thể độ, về độ chính xác cũng như là cái sự nhanh chóng của cái xét nghiệm này. Cái xét nghiệm AZF thì cũng đã khá là quen thuộc với các thầy cô và được nhiều cái trung tâm hỗ trợ sản sử dụng bộ xét nghiệm này, sử dụng công nghệ của Genetic. Xét nghiệm kháng thể kháng tinh trùng cũng là một cái xét nghiệm khá là mới đối với là đánh giá cái khả năng của cái đặc điểm của tinh trùng có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Xét nghiệm cái gen Sudan Sector thầy Dũng vừa trao đổi là cũng là một bắt buộc trong một số điều trường hợp điều trị. Và em xin phép đi sâu hơn vào những cái mảng những xét nghiệm mà coi như mới, và không những mới ở Việt Nam mà coi như là mới ở cả trên thế giới nữa. Thì đó là cái đầu tiên là bên tay trái là liên quan đến tinh dịch. Là ba cái mới đầu tiên là liên quan đến tinh dịch, đó là cái gọi là sperm check, là cái que kiểm tra nhanh tinh trùng, tức là giống như là chúng ta làm sinh hóa miễn dịch, giống như test thử thai đấy, tức là chỉ cần 5 phút là có thể đánh giá được ngay lập tức cái lượng, số lượng tinh trùng. Thứ hai là cái xét nghiệm bất thường nhiễm sắt thể tinh trùng để gen sát để đánh giá cái lệch bội của nhiễm sắt thể tinh trùng. Thứ ba là cái chuyện oxy hóa tinh trùng là cũng là cái xét nghiệm đang được quan tâm. Còn bên tay phải đó là những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn và cũng có thể sử dụng như là những cái xét nghiệm tổng quát, đó là các cái bệnh lây qua đường tình dục. Nhưng bọn em lại sử dụng công nghệ khác, công nghệ V-time PCR và đánh giá trên 13 thân nhân rất đầy đủ. Và cái thứ hai là nhóm về xét nghiệm về ung thư của nam giới cũng đang Genetic cũng đang mong muốn để phát triển cái nhóm xét nghiệm về liên quan đến ung thư của nam giới. Và cái thứ ba là phân tích chuyên sâu, rất chuyên sâu về gen, về di chuyển của các bệnh nhân bị vô sinh hay là hiếm muộn. Và cuối cùng đó là cái xét nghiệm mà tổng hợp sau khi mà đã có phôi rồi thì sẽ đánh giá bằng cái xét nghiệm PT. Nhưng mà đây là một cái bước cải tiến của cái xét nghiệm PT hiện tại so với thị trường Việt Nam. Đối với cái xét nghiệm mà đánh giá nhanh vô sinh nam, đây là cái thiết bị thì cũng giống như em vừa chia sẻ, thì cái ưu việt của cái này đó là rất là nhanh, cho kết quả trong vòng 5 phút thôi, thì nó rất là thuận tiện cho bệnh nhân, cho bác sĩ, cũng như là cái độ chính xác đã được FDA và cái khuyến cáo sử dụng của Hiệp hội thai kỳ của Mỹ APA. Và cái xét nghiệm lệch phổi tinh trùng thì thầy đã chia sẻ rất là rõ tại sao chúng ta cần phải làm cái xét nghiệm này rồi. Đối với lại công ty Genetic thì công ty Genetic đã phát triển cái xét nghiệm này, là một trong những công ty đầu tiên phát triển xét nghiệm này tại Việt Nam, đã cung cấp ra cái bản trải kết quả, ví dụ như là có cái bản tham chiếu rất là rõ ràng từ cái Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như là cái nghiên cứu đưa ra cái tham số, cái giá trị tham chiếu để xem là cái bệnh nhân nam có bị lệch bội hay không, và khi mà lệch bội thì lệch bội ở cái nhiễm sắt thể nam, thì từ đó là chúng tôi đã có cái các bác sĩ có thể có cái biện pháp giúp cho bệnh nhân không sinh ra con hay là có những phôi mà những phôi ra bị tình trạng phôi bị bất thường ở lệch bội. Thì đối với cái chỉ định của xét nghiệm này thì bọn em cũng đã có hỏi qua các chuyên gia ở Việt Nam, thì có thể nói là hiện nay sau khi mà phân tích về tinh dịch đổ, sau khi phân tích xong cái chỉ số tinh dịch đổ bất thường thì rất là nhiều bác sĩ, đặc biệt bác sĩ trẻ, thì các bác sĩ không biết là bất thường là nguyên nhân do tại sao đấy, có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà một trong những nguyên nhân mà chính đó là cái bất thường là cái lệch bộ, bởi vì cái lệch bộ của số lượng những bác thể nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái yếu tố về nam học, tức là cái bất thường về tinh dịch đổ, và các cái bất thường khác về gen cũng như là di truyền. Và đặc biệt là nam giới làm việc trong điều kiện phóng xạ hóa chất thì đã được chứng minh là tăng cái tỷ lệ lệch bội của cái số lượng nhiễm chất thể trong tinh trùng lên. Và các cái trường hợp khác là sảy thai liên quan đến IVF, sảy thai thì phải làm tổ chẳng hạn, hay là tiền sử sinh con. Và đặc biệt thì một số những cái trong những cái trường hợp mình quyết định ra làm
IVF không. Ví dụ bệnh nhân người ta có cái lệch bội này bất thường, xử lý bất thường, thì chúng ta khuyên người ta, người ta không muốn làm PT, chúng ta khuyên người ta làm IVF, khuyên người ta làm PT hoặc là tăng số lượng cái phôi hay là số lượng mà để làm IPT lên, và đặc biệt là chỉ định mở rộng, có thể là trong những trường hợp vấn đề về vô sinh, về sinh sản, và có thể coi cái xét nghiệm mà lệch bộ, xác định cái lệch bộ tinh trùng này là cái xét nghiệm PGT của tinh trùng. Đây là cái xét nghiệm duy nhất gần như đánh giá sẽ là PGT của tinh trùng. Cái tiếp theo anh xin phép được chia sẻ đó là cái chuyện oxy hóa tinh trùng. Thì cái trong một số nghiên cứu thì người ta đã chứng minh là phân tích tinh hạch đồ cơ bản thì không đủ để đánh giá cái chất lượng của tinh trùng. Bởi vì hai cái nhóm để so sánh hai cái nhóm về cái tinh dịch đồ lên cái kết cục lâm sàng thì nó cũng không rõ ràng khi mà đánh giá cái tinh dịch đồ cơ bản bình thường. Và theo khuyến cáo của Israel thì đây là một xét nghiệm mà giúp cho bác sĩ tìm ra được chất lượng nguyên nhân về cái oxy hóa, mức độ oxy hóa của tinh trùng đang ở đâu. Và cái kết quả của xét nghiệm, đây là kết quả của xét nghiệm đưa ra cái mức độ oxy hóa tinh trùng. Và cái xét nghiệm mà mới cũng là của Zetit và cũng là của được các bác sĩ cũng đã khá là quan tâm, đó là cái xét nghiệm sử dụng cái công nghệ Real-Time PCR để đánh giá một cách đầy đủ 13 tác nhân gây ra cái các bệnh lây qua đường tình dục này. Thì ví dụ như là trong bọn em cũng đã làm cái kết quả thực tế bên kia thì có nhiều cái trường hợp là không phải người ta chỉ dương tính với một tác nhân mà dương tính nhiều hơn 2, 3, 4 tác nhân, là có nhiều trường hợp là bị như vậy. Lý do là cái bác sĩ đã khám lâm sàng nhưng mà cái biểu hiện lâm sàng nó không đánh giá được hết nhiều cái tác nhân không gây ra cái biểu hiện lâm sàng. Thì cái phương pháp của em đánh giá phương pháp cái bộ kit được chứng nhận là CIBD và cái phân tích di truyền chuyên sâu, đây là một cái hướng rất là mới, đó là cái đánh giá một cách đầy đủ nhất những cái gen mà liên quan đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Thì hiện nay trên thế giới cũng như là ở Việt Nam cũng có một số đơn vị sử dụng cái gọi là whole exome hay là gói G4500 chẳng hạn, là 4500 gen. Đấy, tuy nhiên thì cái đấy cái những cái gen mà nó ảnh trực tiếp đến cái khả năng sinh sản thì nó chỉ có đâu đó khoảng 200-300 gen. Thì trong đó là công ty Eurofin Scientific là người ta đã nghiên cứu, người ta đưa ra những cái nhóm gen mà ảnh hưởng đã được chứng minh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam và nữ. Đấy, ví dụ như là đây là của một nữ thì là có 70 gen liên quan trực tiếp đến khả năng sinh sản vô tinh của nữ, vô sinh của nữ. Ví dụ rất là nhiều những vấn đề khác nhau. Còn đối với nam thì cũng như vậy, những cái gen mà liên quan đến cái khả năng, thứ nhất là khả năng sinh sản, khả năng sinh tinh, thứ hai là chất lượng của tinh trùng, đến cái chất lượng của tinh trùng và đến cái đặc biệt là giải thích được trong những rất là nhiều trường hợp là không biết là cái tinh trùng mà nó bị bất thường thì nó là do cái tác nhân gì, do cái gen gì về mặt di truyền. Thì đối với lại cái xét nghiệm này, đây là một cái xét nghiệm mới của Eurofin Genoma của Ý phát triển, thì đây là dùng công nghệ dành cho thế hệ mới. Về cái xét nghiệm mà xét nghiệm ung thư của nam giới, bọn em cũng đang cố gắng để phát triển cái mảng này. Thì bọn em có những xét nghiệm về các cái dấu ấn ung thư, thứ hai là dự đoán được cái nguy cơ ung thư của nam giới, là đưa ra được cái dự đoán dựa trên những cái gen về cái nguy cơ người nam giới có cái nguy cơ mắc những ung thư gì trong rất là nhiều loại, và sử dụng cái báo cáo cái trí tuệ nhân tạo để đưa ra những đoán này. Về cái panel NGS của ung thư thì công ty Zetit cũng đang phát triển về panel, kể cả làm cho các cái mẫu về mẫu mô cũng như là mẫu vệ sinh thiết lập để đưa ra được cái điều trị, đặc biệt là trong sàng lọc và điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư sinh thiết lập. Về tế bào, sử dụng cái công nghệ tế bào như là cái xét nghiệm tế bào NK để đánh giá được số lượng của tế bào NK cũng như là cái hoạt tính, cái chất lượng của tế bào NK, thì sử
dụng hai công ty Genetic có hai phương pháp là flow cytometry để đánh giá chính xác số lượng cũng như là các marker của các tế bào NK, và cái phương pháp định lượng NK view là đánh giá được cái khả năng hoạt động của tế bào đấy, cái NK đấy như thế nào để ứng dụng rất là hiệu quả trong việc điều trị. Cuối cùng em xin phép là chia sẻ một chút về cái xét nghiệm của PT-BACS1. Đây là cái bước tiến mới cũng như là cái sự bổ sung của cái PET. Hiện nay thì đối với lại xét nghiệm PET, chúng ta đều biết là chúng ta có PTA đánh giá lệch bộ của phôi, PTSA đánh giá cái bất thường về các cái vi mất đoạn, về nhiễm sắc thể, PTM về để tìm ra các cái gen bị bệnh của phôi, và có gen tip có gói gọi là combine, tức là PT1, tức là dùng một cái xét nghiệm để đánh giá được cả PTM, PTA và PTSA. Và trong thời gian vừa qua thì công ty Genetic cũng đang có những nghiên cứu để đưa ra cái xét nghiệm không xâm lấn đến phôi, đó là đánh giá cái môi trường nuôi cái phôi, phân tích di truyền của môi trường cái phôi. Và đối với lại PTSA, hiện nay các nghiên cứu cho thấy là có rất nhiều những cái bất thường về vi mất đoạn mà có cái giá trị lâm sàng rất lớn, thì công ty Genetic đã đi đầu trong việc phát triển cái phương pháp PT-MAX1 để bổ sung cho những cái phát hiện những cái vi mất đoạn có cái giá trị lâm sàng lớn. Đây là cái bảng so sánh các cái xét nghiệm PT hiện nay, thì đối với PT-MAX1 là có thể phát hiện được về bất thường về cấu trúc của nhiễm sắc thể, vi mất lặp đoạn có kích thước từ 2mm trở lên. Hiện nay ở trên tất cả các cái hãng cái thị trường ở Việt Nam nói chung thì là làm trên cái đánh giá được cái số lượng cái vi mất đoạn là hơn 5 mm. Tuy nhiên là có những cái vi mất đoạn mà kích thước nhỏ có cái giá trị lâm sàng rất là lớn. Thì đây là cái khác biệt giữa PT bình thường và cái PT MAX1. Thì về hai cái hội chứng mà bên PT MAX1 có thể phát hiện được, đó là cái vi mất đoạn kích thước hơn 2 mm, đó là liên quan cái hội chứng, thứ nhất là hội chứng disjunction, và thứ hai là vi mất đoạn 1/3/6 liên quan đến hội chứng liên quan đến sự hình thành của xương bất thường của xương của phôi. Còn cái disjunction thì phần lớn là liên quan đến cái bất thường về tim. Thì theo cái những nghiên cứu tổng kết lại thì cái tỷ lệ cộng gộp của cái bất thường, của hai cái bất thường vi mất đoạn nhỏ này ạ, thì là lên đến 1/2200. Thì có thể thấy là cái tỷ lệ cộng gộp của cái bất thường này chỉ đứng sau cái hội chứng đau và đứng sau cái hội chứng trisomy 18, và lớn hơn nhiều so với lại những cái bất thường khác. Vì vậy cái xét nghiệm mà có thể phát hiện ra được những cái vi mất đoạn mà nhỏ như này, có kích thước nhỏ như này và có ý nghĩa giá trị lâm sàng này, thì sẽ giúp cho các bác sĩ có những cái phương án mới để hỗ trợ cho bệnh nhân. Vâng, xin trước khi kết thúc thì em có cái take home message là cảm ơn các thầy cô và công ty Genetic hiện nay đã phát triển được một loạt các cái giải xét nghiệm dành đặc biệt là dành cho nam khoa để hỗ trợ cho các thầy các cô cũng như là các bác sĩ những giải pháp mới, những cái phương pháp mới để giúp cho đánh giá chính xác hơn, chẩn đoán chính xác hơn cho bệnh nhân. Thay mặt cho công ty Genetic, xin chân thành xin cảm ơn lắng nghe của các thầy các cô cũng như đại diện. Cảm ơn tiến sĩ Phạm Đình Minh thay mặt cho công ty Genetic đã báo cáo một số triển vọng và những nghiên cứu ứng dụng thực tiễn trong cái hỗ trợ sinh sản.